cảm ơn nhiều lắm. Không biết nói sao mà Lê Uyên sung sướng quá, hạnh phúc quá. Không biết nói gì hơn là cảm ơn tất cả quý vị thêm một lần nữa. Bây giờ thì Lê Uyên giới thiệu tiếp cái bài hát thứ ba. Thì khi được anh đưa lên thị trường Liên Khương, và trước khi buông tay nhau để Uyên bước máy bay, thì anh đã nói với Lê Uyên một vài điều. Cho tới bây giờ Uyên mới còn nhớ. Vì anh không còn nữa, Lê Uyên đã mời một giọng hát trẻ, cũng không trẻ lắm đâu, trẻ hơn Lê Uyên thôi. Nhưng anh có một cái tâm hồn rất sâu sắc, giọng hát rất nồng nàn, và anh đã yêu nhạc đơn phương. Lê Uyên vì thế rất muốn mời anh hát với Lê Uyên. Xin quý vị chào đón anh Quang Tuấn Sơn. Những chiều thiên hạ bên nhau, em ơi xin em, xin em nói yêu đương đậm đà, để rồi ngày mai cách xa. Anh ơi bao nhiêu tang thương mỗi khi đã rời giấc mơ yêu đương. Trong tim son em ơi xin em, xin em giấu trong cơn nghẹn ngào những chiều buồn vừa lên nắng. Anh ơi như chim say mê có khi xa rời cánh nhưng thôi bay. Xin anh lúc chân mây mệt nhoài trở về lòng em. Thiên hạ bên nhau, em ơi xin em, xin em nói yêu đương đậm đà, để rồi ngày mai cách xa. Em ơi quên đi bao nhiêu xót xa những chiều thiệt tha bên nhau. Xin em, xin em nói.
cảm ơn nhiều. Kính thưa quý vị, hai cô này là hai cô em của anh Lê Hùng Phương đây. Yes. Hai cô hát rất hay, nhất là cô này còn rất hay. Thì Na có thể cho mọi người biết khi nghe những bài hát ngày hôm nay chị hát, Na có nhớ tên Lập Công và như thế nào? Kính thưa quý vị, chúng tôi, ba anh em chúng tôi thích văn nghệ từ lúc bé. Hồi xưa anh Lê Uyên, anh Lan Lan Phương thì hay đờn violon và nhờ tôi và bà chị đờn phù họa theo. Thành ra trong những chiều buổi chiều mưa ở Đà Lạt thì nghĩ đến cái người anh rất là cảm xúc động. Hôm nay nghe được những bài hát đó thì chúng tôi rất thương người anh và rất thương chị đã diễn tả được ý của anh. Cảm ơn anh, cảm ơn tất cả quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị. Bây giờ thì Lê Linh nhường cái sân khấu lại cho Quang Tuấn. Xin gặp lại tất cả quý vị cho các bạn. Xin gặp lại. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Cái này phải bưng vào chứ nếu không một hồi người ta sẽ lấy đi thì phiền lắm. Cảm ơn những người tặng hoa. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn chị Lê Linh.